Dây thép gai sẽ được cột vào cầu thang như thế này. Khi mà có cướp biển lên tàu, sẽ làm chậm lại cái quá trình mà nó xâm nhập vào bên trong khu vực ở của thuyền viên ở trên tàu. Cũng chỉ cột bằng những sợi kẽm rất là đơn sơ vào cầu thang. Ngoài đây còn cột ở xung quanh tầng 1 và cột vào đường ống thoát nước. Phải đề phòng tất cả các con đường mà nó có thể đi vào xâm nhập vào khu vực ở của thuyền viên. Còn đây là tầng 1, khu vực cánh gà ở bên mặt phải. Mọi người đang làm việc rất là nghiêm túc bởi vì sắp tới phải đối mặt với cướp biển vùng Somali. Nên các công tác chuẩn bị phải rất là cẩn thận. Phải cột dây thép gai vào tất cả các vị trí mà có nguy cơ cướp biển xâm nhập vào bên trong. Vùng cướp biển Somali này là không có một thủy thủ nào muốn đi ngang qua đây. Bởi vì đi ngang qua đây vừa nguy hiểm vừa có rất là nhiều việc phải làm. Công tác chuẩn bị như thế này sẽ mất 1 đến